Hi, chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok. Ui. Dữ vậy. Vô cái là lên 2 sao liền mà cái con này thì phải lên bạn ơi. Đánh giá là cái con này phải lên. Không lên làm sao được, lên con thỏ 2 sao là vô địch chứ còn gì nữa. Ngon, có cái choáng rất là ớn, cái choáng của con thỏ này mình phải đánh giá là nó là choáng tới chết. Nếu như mà bạn bị choáng xa nhất là bạn bị choáng bệnh nó nhiễu trúng rồi mà 2 sao á là khả năng bạn chưa kịp hồi dậy nữa là nó nhiễu liên phát nữa rồi. Hai cái mà nó liền liền mạch với nhau luôn á là cái thời gian hồi chiêu của nó bằng với là cái thời gian choáng của cái chiêu của nó luôn. Thì vậy có khác nào là choáng tới chết không? Cái con nào bị choáng rồi nếu mà con Shining này nó không chết á thì khả năng cao là chỉ có đứng đó và nhìn thôi. Có thể là nó in tiêu không chết nhưng mà choáng là chết tới chết luôn. Nó khủng khiếp chỗ đó đó bạn. Đây, cái đây cũng là một cái skin bữa hổm mới mở được nhưng mà rẻ thôi, không không nhiều lắm. Skin con thỏ này thì nói chung cũng khá là nhiều skin đẹp chứ không phải không. Con thỏ này bây giờ nó có thêm cái skin Aurora Cyberen nữa. Cái con Shining Archer này nó có thêm một cái Cyberen cũng khá là đẹp. Đến với mình thì nói chung cái bộ Cyberen này là một trong những cái bộ mà khá là tâm huyết của nhà phát hành. Làm ra cái skin khá là đẹp. Nhưng mà được có một cái là nó được mở rương với lại trong ba thầu bát cũng có nữa. Hồi trước những cái skin ở trong ba thợ bát á, hai chiều đồ này kia đó thì nó sẽ không nằm trong một bộ sưu tập, nhưng bây giờ không, bây giờ cái skin của bạn nó sẽ nằm trong một bộ sưu tập luôn. Là thí dụ như Cyberen là cái bộ sưu tập nè, bàn cờ nè, kỳ thủ nè, avatar nè, khung nè, rồi Cyberen là có con thỏ nè, con ace nè, con dominator nè, con cái con mực nè, đó là những cái con mà gọi là sao kiểu gọi là kiểu sao ta nói là một bộ sưu tập á, nó là sẽ full một bộ như vậy luôn, nó đi tới đâu nó sẽ đi cặp nhau tới đó luôn. Ace rất là đẹp các bạn, con Ace Cyberen rất là đẹp luôn, xong con Dominator Cyberen cũng rất đẹp luôn. Nhưng mà bữa hở mình mở thì đỏ không đủ đỏ để mở ra được cái con Dominator đó thì cũng hơi tiếc, nhưng mà thôi có gì đâu, hên xui mà mở rương là cái chuyện hên xui dữ lắm mà không quyết định được đâu. Nó ra thì nó ra, còn không ra thì giờ cố có mấy đến mấy cũng thế thôi bạn. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây thôi, đúng không? Cho nên là không có cố chấp được đó. Thì hồi trước nó sẽ không, những cái skin mà hai chiều thì nó sẽ không ra theo kiểu là một bộ như vậy, bây giờ nó sẽ ra một bộ luôn. Hồi trước cái skin ở trong ba thủ bát thường là nó sẽ không nằm trong bộ nào, nó chỉ nằm một mình đó thôi. Cho nên là nhiều bạn skin ba thủ bát giống như con cây bé loli đi, bé cây loli đâu có nằm trong bộ, đáng lẽ nếu mà nằm trong bộ thì nó phải có nhiều con giống như vậy thì mới gọi là nằm trong bộ được. Nhưng mà hai con hổ đây, hai con hổ này là cũng là một skin mà nó không nằm trong bộ nào hết. Nó không nằm trong bộ nào mình nói à. Bạn thấy hai con hổ lạ không? Hai con hổ cũng được, nhưng mà con này thì bạn biết rồi đó. Nếu mà lên được 2 sao thì giai đoạn đầu cũng khá là ghê, nhưng mà giai đoạn cuối thì phải 3 sao. Dù gì bạn đi cận ai thì con này phải lên 3, còn nếu mà để 2 mà không lên 3 được đó nha, đổi con khác luôn cho mình. Đổi con khác luôn, rất nhiều con mà trong bộ cận ai bạn có thể sử dụng theo kiểu là dạng carry. Mà cái con này nếu mà 2 sao thì bỏ qua luôn. 3 sao thì được, 3 sao thì có thể chấp nhận được, chứ còn mà 2 sao thì thôi. 2 sao thì bỏ qua luôn, bỏ qua luôn chắc ăn, chứ làm cái gì đâu mà, đúng không? Không cần thiết. Ok, được đã, này nói chung vậy cỡ này và vài nhịp là ổn định rồi, có gì đâu khó, lên được 2 sao luôn đó, vậy nó mới ngon. Nó lên, ui giờ dạ, mà lên được 2 sao vậy đi 3 eo chắc đẹp nè. Đi 3 eo là vô địch luôn nè. Cũng được, nói chung cũng khá đấy, không tệ luôn nha. Được đó, bây giờ đi cần ai chọn cần ai liền, biết đâu ra đi được cần ai 6 cần ai bây giờ ngon à, chắc chắn là cần ngon, không thể nào chối cãi được, chắc chắn là ngon. Tỷ lệ thắng hơi bị cao luôn, và tỷ lệ xếp hạng trung bình nó cũng cao nữa. Nó cũng cao nữa. Bây giờ bạn, nếu bạn cầm được một bộ kinh ai có đồ thấy mà dạng xoàng xoàng, nó không cần nhiều gọi là quá xanh đâu, dạng trung bình thôi, là về cuối là bạn đã kẹp được rất nhiều thứ. Bạn chỉ cần để 6 kinh ai đó thôi, bạn khỏi dồn đồ cho con nào luôn đó.
Nếu bạn nuôi được con ngựa tốt, bạn nuôi được con ngựa xanh rất ngon, ngựa ngàn đam bình thường, bạn nuôi được ngựa xanh rất rất tuyệt vời. Còn nếu bạn không nuôi được, bạn có thể kẹp rất nhiều con, thí dụ như để 6 con nai vô đó thôi, xong chút bạn đi 5 tiền cho mình, bạn để con 5 tiền vô, vậy là được rồi. À, vậy là được rồi. Không cần thiết mà bạn nghĩ là đi 6 con nai là 6 con nai sẽ phải carry, chưa chắc. 6 con nai để vô cho có tụ thôi, à, để vô cho có tụ thôi, chứ còn carry tao là con khác, carry tao là con khác chứ không phải cờ nai, biết không? Nó gì vậy, tự nhiên cái hiện lên cái bảng dạo này Mobi hơi 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 nhảm nhảm nha, hơi nhảm nhảm nha. Không, cái đó là chặn số mà, là gọi làm phiền á. Nhiều khi bạn có tin nhắn rác rồi này kia đó thì bạn chặn cái số đó luôn, là tổng đài nó sẽ không gửi cái số nữa. Mình chặn cũng nhiều rồi đó. À, mình chặn cũng hơi bị nhiều, cái số điện thoại mình dùng cũng lâu rồi cho nên là hay bị tin nhắn rác lắm. À, tin nhắn lâu lâu cái gọi điện cái nó sẽ, mà nhiều nhiều đứa gọi điện nó còn thú vị là nó chào anh rồi nó mới nói, còn không có nhiều đứa vô telesale theo kiểu rất là kiểu telesale, kiểu như tụi nó không có được dạy là telesale là phải làm gì hết đó. Telesale vô cái nói một lèo luôn, à táp liền liên tục vậy đó, mình cúp máy luôn, không nói nhiều. Nếu mày không chào tao, tao cũng không thèm chào mày luôn. Đáng lẽ là nếu mà muốn làm telesale á thì phải kêu là sao, anh chào anh có phải là anh này anh kia không, cho em xin vài phút. Người ta có thời gian người ta sẽ cho mày vài phút, còn nếu người ta không có thời gian á thì người ta nói có gì gọi lại anh sau đó, chứ còn lên nói vậy luôn, kiểu giống như là tụi nó sợ người ta cúp máy mà không không gặp, mà chỉ cần lên nói một lèo luôn, mình không cần biết nó nói cái gì, không cần biết nó nói cái gì, cúp máy luôn. À, cúp máy luôn, khỏi nói nhiều, chưa cần biết gì đâu. Xong rồi có nhiều hôm nay trên mạng thấy báo nhiều nhiều thứ không, cái vụ mà công an gọi điện tới gọi là điều định đòi ta, mình cúp máy luôn, khỏi nói nhiều. Mày có công an thì mày gửi giấy mời tới, hoặc là mày tới nhà tao đi, ha, chứ còn công an đừng có gọi điện thoại, ok? Công an đừng gọi điện thoại. Còn nếu mà công an á, mà gọi là thường á, là sao mình công an khu vực rồi này kia mình có đó, thì nó sẽ nhắn tin Zalo chứ không có gọi điện thoại. Còn nếu mà tao không biết công an, còn công an á, thì gửi giấy mời đi, còn không tới lại tới tận nhà thì chứ đừng gọi điện thoại, ok? Tới tận nhà đi. Làm việc phải có giấy tờ chứ đâu có thể nói chuyện qua qua điện thoại được không? Tôi là công an, cúp máy luôn. Công an kệ mẹ mày. Công an thì gửi giấy mời đi, còn không á, thì gọi tới nhà đi là tính. Chứ còn mà gọi điện thoại thì chưa, chưa tin, chưa tin, chưa tin. Phải không? Giờ đâu có tin tưởng được không? Tới nhà rồi tôi phải biết anh là ai cái đã, chứ chưa chắc gì tôi đã tin anh là công an nữa nha. Thiệt chứ bộ, thường thường á, nếu mà họ đi kiểu mà mời, bạn biết không, đi mời mà khám y vụ quân sự thôi đó, là cái thằng đó đi, cái ông đó đi mời thì phải kèm thêm một thằng công an khu vực, biết gì không? Tại vì nhà mình, mình nè, đi ra nhận giấy mời đi khám y vụ với ông, mình biết mặt thằng công an khu vực trước cái đã, ta biết mặt thằng công an khu vực trước cái đã, xong rồi á mới nhận giấy mời. Còn mình nói nhà nếu mà nó lại không có thằng cao ông khu vực á, khỏi lại khỏi nhận, khỏi nhận, từ từ tính. Ủa chưa biết anh là ai mà chưa biết anh là ai, làm sao chưa nhận đầy kia được đâu, không khỏi nhận, từ từ tính. Còn đi phát giấy mời á, mà kiểu như mấy cái thể loại giống như là mời này kia đó thì có giấy mời đàng hoàng, chứ không phải đi nói miệng được, làm nhà nước mà có giấy mời đàng hoàng, đúng không? Đó, cho nên bây giờ gọi điện thoại nói tôi là công an, tôi là nhân viên ngân hàng, kệ mẹ mày, tao không còn quan tâm. Tôi là nhân viên ngân hàng, nó yêu cầu anh cung cấp số số tài khoản rồi này kia để gửi tin nhắn qua, nhấp vô đường link rồi đó. Thôi rồi coi chừng ở nha bạn, mấy thằng đó là mấy lừa đảo không đó. Anh là công an đúng không, anh là công an mà anh không biết là anh muốn cái gì thì anh gửi giấy mời có mọc đàng hoàng. Anh là nhân viên ngân hàng đúng không, anh có biết là giờ anh nhân viên ngân hàng mà anh liên lạc với khách hàng bằng cái số mà số điện thoại di động, sai liền, sai liền. Nhân viên ngân hàng anh liên lạc với khách hàng anh liên lạc bằng số tổng đài, số tổng đài mới được, chứ anh đâu có liên lạc khách hàng bằng những số điện thoại di động của anh được. Tới hồi mà có chuyện gì rồi tôi sao tôi kiện cáo được đúng không?
nắm thớp liền. Có nhiều đứa gọi hù mình chỉ cần nói hai câu thôi là cúp máy luôn à. Tao cho mày hù luôn, gọi điện rồi gọi là sao? Tôi là cung yêu cầu anh làm này kia, gửi giấy mời đi, gửi giấy đi, chứ đừng gọi điện. Ok, cúp máy cái một luôn, xong là không bao giờ thấy nó gọi lại lần nữa luôn, tại nó biết cái số này không làm gì ăn gì được, phải không? Nó bây giờ bơm bột cái này này cái nhẹ đi rồi chút xíu nữa chúng ta tính sau. Ôm bộ cái này cái nhẹ rồi chút xíu ta tính. Ok. Ok. Trời, nếu mà nó rồi con hổ hai này làm được, nhưng mà hổ hai thiếu đam. Hú hồn tưởng đi rồi chứ đó đi thấy không? Bạn ông con Heaven Bomber thấy vậy chứ ác lắm nha, tại sao nó xét thương phép. Mà giai đoạn này ít có thằng nào có kháng phép lắm. Nó nhiễu ba mũi tên, có thể là bạn thấy con thỏ của mình là nó cũng nhiều máu chứ bộ. Mà nó ăn hai trái tên lửa mà nó gãy luôn các bạn biết cỡ nào rồi đó. Mà nó ăn hai trái tên lửa mà nó gãy luôn là bạn biết rồi đó. Không đùa được đâu, không đùa được với lại Heaven Bomber đâu nha. Con đó mà thằng nào đi được mà xanh đó nha, đi giấy phép cũng mạnh nữa. Lên Heaven Bomber 3, một tiền lên 3 sao cũng đâu có khó lắm đâu. Heaven Bomber 3, bạn chưa có già đúng không? Bạn đưa đồ cho nó đi, nó phóng tên lửa cho bạn xem. Thời gian hồi chiêu của nó rất là nhanh luôn. Nó phóng tên lửa bên kia mà không nắc, họ gọi là sao, không ngắt ngửa thì thôi luôn, đúng kiểu là ngáp với nó luôn, sát thương to mà hồi chiêu nhanh. Hồi chiêu rất nhanh luôn, mà nói thiệt nếu mà cái dạng mà thể loại mà sát thương phép á thì mình nghĩ là con Heaven Bomber nếu mà gọi là sát thương theo đường dài ấy, chứ đừng nói dồn đam. Dồn đam thì nó không qua khỏi con già được, tại con già cái đam nó to mà nó dồn đam lại mạnh nữa, tại vì sát thương rộng mà. Còn con Heaven Bomber á thì nó dồn đam không bằng đâu, nhưng mà trên đường dài á, trong một khoảng thời gian á thì mình nghĩ là cái sát thương của con Heaven Bomber nó ngon, rất ngon luôn, 3 sao á nha. 2 sao thì không nói đi, 2 sao thì nó hơi hơi ấy chút xíu, có thể dùng giai đoạn đầu nhưng mà giai đoạn cuối thì thôi. Còn nếu mà bạn nào mà bí quá thì có thể lên 3 sao dùng lâu dài được luôn. Dùng lâu dài được luôn, còn nếu thích chút xíu bỏ thôi, một tiền mà nhầm nhò gì. Bán lỗ đâu có bao nhiêu đâu bạn. Ok. Sati. Thằng này cũng đi Goblin, sao nhiều thằng đi Goblin vậy? Goblin dạo này có vấn đề rồi ta. Ồ, nhiều thằng đi Goblin lắm nha. Hôm nay thấy mấy trận rồi cũng có một hai thằng đi Goblin, mình thấy cũng hơi tụi nó bộ tụi nó không biết là Goblin dạo này khó đi lắm hả ta, hay là Goblin nó dễ đi lại rồi mà mình chưa biết. Có thể là Goblin nó dễ đi lại rồi mà mình chưa biết lắm à. Ơi chà. Khó tôi đi chứ. Bán luôn cái này đi. Bài Knight rồi, bài này đi Knight là hợp lý rồi, có hổ cũng rất tốt nè, có heo Knight cũng khá ngon, bài này đi Knight hợp lý mà đang ngon xanh nữa. Tiền có, level chút xíu nữa mình up cấp cũng được, xoay chắc chắn là phải xoay rồi. Cho nên là bài này đi Knight là sẽ khá là ổn luôn, không có cần thiết anh em phải bị nhiều cái gọi là nhiều anh em hỏi chọn bài như thế nào, anh em chỉ cần nhìn vô cái mặt là bài tướng nó ra với lại cái trang bị của anh em đang có đó. Anh em thử nghĩ coi bài nào sẽ bây giờ nếu mà nhìn vô trang bị á, thì nó sẽ có hai trường phái. Nhìn vô trang bị một cái là trường phái đi sát thương phép, một cái là trường phái đi sát thương vật lý hoặc là phòng thủ. Thì chúng ta chỉ chia hai thôi. Nếu mà đi phòng thủ với lại sát thương vật lý á, sát thương tay á thì đó là đi những cái bộ nào. Còn đi bài phép á là đi những bài nào. Đó thế thôi. Rồi chia ra hai phái trước vậy cái đã. Xong rồi trong phái đó là bạn xác định là tao này chỉ cái bài này đi phép mới ngon. Phép thì nó gồm những cái đội hình gì? Phép đâu phải chỉ có 6 phép mới có sát thương vật lý, sát thương phép đâu bạn, đâu có. Con Light Spirit vẫn có sát thương vật lý. Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi cái bảo. Nếu bạn có cái bảo sớm thì chút nữa lấy Light Spirit cũng ngon. Đúng chưa? Giống như giờ sát thương vật lý đi, bây giờ đi chọn sát thương vật lý đi là bài này chắc chắn không lấy phép rồi. Nhưng mà sát thương vật lý thì đi cái bài gì mới là quan trọng, tại vì máy nó phải cho khác nữa. Nó cho thí dụ như mình đi, bài này mình thấy đi sát thương vật lý nhưng mà máy cho Knight đi Knight. Còn máy cho Goblin đi sát thương vật lý được không? Được chứ. Dạng phòng thủ dạng phòng thủ đi Kira Goblin cũng có thể là đi sát thương vật lý được, còn không á thì Goblin á thường là chúng ta sẽ lấy sát thương phép, mặc dù Goblin không có sát thương phép nhiều nhưng mà lấy cái sát thương phép để cái dạng hồi phục. Hồi phục tại vì Goblin nó đâu có sát thương phép nhiều đâu, có máy bay thôi à. Còn bơm với lại canon là thấy thua rồi.
là không có ăn tiền rồi, nhưng mà lấy cái dạng hồi phục là lấy cái tinh thạch tinh thể đồ này kia, lấy tù và lấy mấy cái đồ mà hồi mana sớm đó để làm gì, anh tiêu cho lẹ đó, thấy không? Giống như đó, bây giờ trang bị rớt cái gậy gỗ là bạn hiểu là bạn chọn bài đúng rồi đó. Đó chỉ cần vậy thôi, bạn nhìn vô là bạn thấy bạn chọn bài đúng, rớt rớt đồ vậy mà không đúng cho được. Chứ sai là nó rớt bài khác, là rớt cái đó nãy nên sai là rớt cho mình cái cục mana rồi. Không, cái này chọn bài đúng nó mới ra như vậy. Chỉ cần vậy thôi đó, bạn giờ bạn trước tiên bạn nhìn trang bị cho mình cái đã, xong rồi nó chia ra hai phái. Chia ra hai phái liền. Là trường phái nào, trường phái mà đi hồi phục với lại sát thương phép thì nó sẽ làm những cái bộ khác, còn trường phái mà đi sát thương vật lý hoặc là phòng thủ là nó những cái bộ khác, nó phải tách ra hai 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 bên được liền chứ, đúng chưa? Nó tách ra hai bên được liền, giống như vậy. Giờ giờ bắt đầu bạn còn lại bạn chỉ việc là nhìn trong đây nè, trong game nó sẽ cho cái gì thôi, nó sẽ cho con bài gì và bạn dùng như thế nào thôi. Còn trong game như gọi là con bài gì thì bạn biết đó, mình làm hay làm video hướng dẫn cho bạn, bạn lên xem cứ pick những cái con mà mình pick là được. Cứ bạn thấy nó ra bài cần rồi thì vẫn lấy những cái con đó là ok. Còn nhiều bạn hỏi up cấp như thế nào cho nó hợp lý anh, thì up cấp nó sẽ có những vấn đề như vậy. Up cấp như có như vậy là hiệp thì 6 là dễ rồi đúng không, 9 là 6 là chắc rồi, hiệp 15 là 7 cho mình, 19 là 8 nếu mà gọi là xanh, còn đừng có quá trễ, bèo cũng 8 ở hiệp 22 đổ lại thôi, đừng quá 23 24 là không rồi, 25 26 là có thể là 9 rồi. 20, 26 27 là có thể 9, là 9 để làm gì, 29 xoay, 29 xoay rất quan trọng, hiệp 29 xoay, cho nên là cả tầm đó lên 8 hoặc là 9 là hợp lý, nhưng mà có thể là ở đó khoảng dạng 8 8 là phải trước hiệp 24, còn 9 là phải trước hiệp 29 đó. 10 10 cái này quan trọng nè, 10 cần thiết thì lên đi thượng đẳng á, thì lên 10 sớm, còn không á thì để xoay vài hiệp cái đã, khoảng 32 lên 10 là đẹp đó. Nó cái này lúc đó tiền bạn nhiều rồi, hoặc là bạn xuống sát xả tiền lên 10 luôn để cho nó đủ bộ cỡ đó thôi. Bây giờ game nó không kéo dài như hồi trước nữa, cho nên bạn việc mà bạn lên 10 trễ á, nó sẽ rất là khó khăn. 9 trễ cũng đã khó rồi chứ đừng nói chi 10, 10 nó là cái giá trị khác rồi. Tại sao 10 có những thằng lên rất sớm, tại vì nó đi thượng đẳng, thượng đẳng nó thắng được, nó thắng được, nó có chuỗi, nó có sách thì nó lên thượng đẳng rất là sớm, cho nên là nó cái việc level của nó nhanh là ok, nhưng mà bạn phải tầm đó khoảng 9 trước hiệp 29 cho mình, càng sớm càng tốt. Nếu mà bài bạn đủ xanh, bạn bạn thấy đẹp được thì phải up cấp level. Up cấp thì nó có sẽ có hai mục đích, up cấp là gì, để đủ bộ, là bạn xuống tiền up cấp là nó phải, một là nó có hai mục đích rõ ràng nha, chứ không phải xuống tiền up cấp để chơi chơi không. Xuống tiền là phải có hai mục đích rõ ràng là sao, tao cần 5 tiền, tao cần lên level để tao lên có kiếm 5 tiền, tao cần lên level để tao bỏ vô cho đủ đội hình, tao cần lên 5 tiền để tao thêm một con vào nữa để cho nó tăng hiệu ứng khống chế hoặc là kết hợp được bộ thì mới xuống tiền lên level. Chứ còn mà bài bạn đang yếu tự nhiên cái không cái up up cấp một hai mảnh vậy đó, cái chưa lên level là sao nè, chưa lên level đã up thì phải up cho mấy lượt cho nó lên hẳn level rồi bạn muốn làm bạn làm, chứ up mấy cái xong rồi xoay mấy cái, up mấy cái xoay mấy cái vậy tới Tết luôn cũng không ra cái gì. Đã xuống tiền up level rồi thì up luôn mấy hiệp để làm gì, lên hẳn level mới luôn xong rồi xoay, nó lên hẳn level mới luôn rồi xoay, còn không thì xoay xoay đi rồi hãy up level, chứ đừng có nửa nạt nửa mỡ không, cứ úp lên rồi cái đã rồi hãy xoay. Đó, trước tiên là vậy cái đã, cơ bản là như vậy. Làm úp level thì nó phải có mục đích rõ ràng là sao, úp là tao để tao cho đủ đội hình, thí dụ như tao cần level 9 để tao có 9 quơ đó, thí dụ vậy. Còn úp level 9 để tao kiếm 5 tiền, là có mục đích rõ ràng mới xuống tiền úp level nha, chứ không phải là xuống chơi chơi. Giống như bạn đủ đội hình bạn không cần 5 tiền thì mắc gì bạn phải up level trong giai đoạn đó. Bạn up level là để tao, tao tại thằng kia nó level cao quá tao thua nó một level mà tao sợ là chút nữa tao đụng nó tao thua, lên level đúng cái đó hợp lý, thêm một con thì thêm sức mạnh đúng chưa, kết hợp thêm được một bộ nhỏ nữa cũng là thêm sức mạnh. Thí dụ như Knight cái bỏ vô con Berserker vô của chúng ta có hai Galaxian là cũng mạnh hơn rồi, tăng 20% tốc đánh mà không mạnh hơn sao được đúng không, thì nó có mục đích mới up level, còn không thì xoay lên đội hình thế thôi.
À, thế thôi, chứ còn mà bạn hỏi up level cái hiệp nào thì chưa chắc. Có những thằng á nó up level 10 ở hiệp 22 á làm sao? Tại vì nó xanh mà, nó xả tiền hoặc là nó xả sách ra nó up level 10 sớm luôn. À, thì lúc đó thì nó cái đó nó nằm ngoài cái vấn đề bình thường rồi. Nó không còn bình thường nữa. Nếu mà bình thường không có thằng nào up 10 cái hiệp đó đó. À, còn nếu mà cái thằng mà nó xanh tới mức mà kiểu như nó chỉ cần qua hiệp đã lên được 2 sao, qua hiệp đã lên được 2 sao, qua hiệp đã lên được 2 sao á, qua hiệp cái là ra 5 tiền, qua hiệp cái là ra 5 tiền á, thì đâu cần mắc cái gì phải chờ. Cái đó nó không còn nằm trong cái lẽ thường nữa bạn, nó nằm trong cái lẽ phải rồi, phải làm, phải đè cho chết hẳn luôn. À, cái đó gọi là nằm trong cái dạng là nhân tính rồi. À, mất nhân tính. Rồi đó, bây giờ 8 nè, 8 bây giờ xoay nè, thấy không? 8 là hiệp 19 là mình hơi trễ, nhưng mà vẫn còn khoảng chừng 2 3 hiệp nữa. Chút nữa mình up 9 sau. Up 9 sau tại bài Knight của mình đang còn hơi thọt nè, chưa có lên 2 sao hết, cho nên mình muốn xoay để mình lên 2 sao cái đã. À, lên 2 sao đã xong rồi chút xíu nữa mình có thể up cấp sau. Mình có thể up 9 trễ, nhưng mà mình up 10 sớm, tại sao? Mình có lên thượng đẳng. À, đi thượng đẳng chứ, mình giờ là mình có bao human rồi. À, giờ là mình có bao human rồi, thích thì để human vô cũng được, nhưng mà được có cái là sợ biết gì không, không thắng được. À, đi human mà không thắng được là không có sách đâu nha. Thắng được thì hãy đi human. Nhiều ông nói sau hiệp 10 anh không để ba human vô để lấy một sách, mẹ sợ không thắng được. À, đội hình yếu đi bỏ ba human vô cái là ba human, và mấy con human không có tăng sức mạnh, nó không có tăng sức mạnh cho bạn. À, là những cái con đó nó không để vô, nó không tăng tốc đánh, không tăng sát thương, không tăng gì hết á. Nó chỉ khi là bạn thắng thì nó rớt ra cái sách sách đó giúp bạn up level thôi. À, để vô hiệp 10 xong thua hiệp 10 không được chọn đồ, không rớt đồ thì đúng đó kiểu khùng luôn. À, cho nên là chắc ăn chắc cú, đừng mạo hiểm. Mạo hiểm mấy hiệp người thì được, tại sao mình còn gỡ được, chứ mạo hiểm mấy hiệp quái đi một đi là không trở lại luôn. Đó, chứ bởi vậy mình mới nói là nhiều khi bạn cứ nghĩ là nó hoàn hảo, nhưng mà thật ra bạn bỏ vô chắc gì bạn đã hoàn hảo đâu, bạn hấp được cái hoàn hảo đó chưa. Đợi bỏ vô cái thua luôn, đúng kiểu là ăn cứt luôn á. Thà hồi nãy không có sách đi mà được chọn đồ. À, chọn đồ mình muốn cũng được đi. Rồi bây giờ có sách, chưa chắc đã có sách nữa, thua một cái là không có sách mà cũng không có đồ luôn, đúng kiểu là mất cả chì lẫn chài luôn á. À, giờ bạn nghĩ sao? Mình nghĩ chắc là cũng không ăn tiền lắm. Ok, được đấy. Trời. Ghê. Ghê. Ở đây rồi. Ok, bán bớt mấy con này đi, xả mấy cái đồ này vô bớt. Đó, xả mấy cái đồ vô bớt chứ bây giờ mình hơi trống quá nè. Rồi, này đi quơ đỏ rồi. Quơ rồi, quơ rồi, quơ rồi. Này chính quơ rồi. À, phạm 2. Ôi, thằng này chưa đi chính quơ, này mới level 8 mà chính quơ ở đâu. À, nhưng mà nó đi chính quơ đó. À, có vẻ là đi chính quơ đó, nhưng mà mới level 8 mà chắc là chờ lên một level nữa, up level vô là lên được chính quơ đó. Lên chính quơ thì cũng khá khó với nó cho mình đó chứ, nếu mà mình đi Knight mà cái dạng hổ ba nó phản đam thì thôi má má hú luôn. Hổ ba mà ném vô người rồi má hú luôn, đúng kiểu vậy luôn. Ai da, được quá nha. Từ từ bình tĩnh nào. À, ok, chà đồ vậy không biết chọn cái gì luôn mà. Đồ vậy thật sự là không biết chọn cái gì luôn. Bây giờ chọn cái gì giờ? Khó nhờ, nó thật luôn, đang rất là khó khăn cho mình luôn á. Bài này nếu chưa lên được 2 sao hết mà con hổ này nếu mà lên được 3 sao thì tốt, còn không lên được 3 sao khá căng. Rồi, vô. Ây da, thằng này đi hunter nè. Ồ, này lên tơ mạnh nè. Đâu, mạnh không? Mạnh không? Mạnh không? Dữ không? Ây da. Ây da, được, lụm được này nha. Lụm được không? Ui, thằng con ôm ra trâu quá. Ra trâu quá, berserker. Thua mẹ luôn, con ra trâu quá luôn, đánh không chết. Ồ, con ra trâu đúng trâu luôn nè. Chấm máu mà không đi luôn. What the fuck, 13 máu. Ngựa, mua ngựa. Ừ. Ok.
Ôi, tụt xuống hạng thứ ba rồi nhưng mà không sao, vẫn còn ổn mà, vẫn ổn. Giờ phải lên con hổ ba, con hổ ba này ba sao này phải mới mới mạnh được chứ không bây giờ carry ngựa thua rồi. Còn không thì chút nữa là phải nuôi con Sa Rạc 2 đi Galaxier, thì lúc đó thì team mình mới khỏe, chứ không là bây giờ dướng cái này nè, dướng con hổ ba hoặc là Sa Rạc 2 thôi, chứ con ngựa giờ nuôi vậy trễ rồi. Dù bạn có lên được con ngựa 2, con ngựa 3 đi nữa thì cũng cái lượng đam, cái con ngựa nó mạnh ở cái lượng đam tích lũy đó, thì bạn chưa có tích lũy được cái lượng đam như vậy thì bây giờ cũng chịu thôi. Ok, được, thắng là tốt, thắng là tốt. Không có cái gì luôn. Ấy rồi, ít ra có con rồng ngon, con rồng này sẽ giúp cho mình có thêm sự human, có thể là đi xấu human. Ấy, chà, được. Già hai quá ngon luôn, và già hai rồi quá ngon luôn rồi đó. Được rồi, bây giờ chuyển qua hiệp quái đúng không? Đi xấu human cái nhẹ, kiếm ba sách. Chúng ta tích sách đủ 11 sách thôi. Còn cái bài này thì chỉ cần lên level 11 thôi, không cần level 12. Nếu lên được level 12 thì tốt, còn không lên được thì thôi nha, không sao hết. Lên được thì tốt, không lên thì thôi, không có hảo, không ăn nhầm. Không ăn nhập gì hết, tại vì bạn biết sao? Lên level 12 nó cũng dư mà 11 thôi là mình đã kết hợp được khá là nhiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ không có đi Human Knight nữa. Human Knight là hồi trước là già đam phép rồi này kia đó. Già bây giờ ba phép thì làm cái gì bạn? Già sáu phép còn không ăn ai, già ba phép làm được cái mẹ gì? Chút nữa là mình cũng phải bỏ phép đi thôi, bỏ Human đi luôn, có thể là bỏ già đi luôn á để mình đi xấu Galaxier, còn nếu không á thì có thể đi một cái dạng 5 tiền nào đó, kẹp 5 tiền vô. Có lần mình thấy thằng đi kia đi xấu, ôi trời chết rồi, vậy mới chết nè. Tại sao bây giờ nó mình nói như vậy mới chết nè, đặc biệt là sao bây giờ cái trang bị nó khó chịu ở chỗ này nè, mặt nạ hút máu với mảnh minh hồn hai cái riêng đúng không? Bây giờ lấy cái nào, một cái có tóc đánh, một cái có hút máu, giờ bạn sẽ chọn một trong hai, chứ hồi đó là cái mặt nạ vàng á hoặc là cái mặt nạ vàng á thì là nó cái hoặc là cái chùy máu á thì nó đã là cái tóc đánh trong đó rồi, nó có hút máu có tóc đánh đó luôn rồi, nó sẽ rất là ngon. Nhưng bây giờ thì nó lại khác, cái là máu với lại tóc đánh nó nằm riêng, chọn một trong hai thôi. Mình sẽ chọn hút máu, tại sao? Tốc độ đánh mình có, mà bây giờ mình đi Galaxier mình có thêm tóc đánh nữa. Nó khó chịu ở chỗ cái trang bị rồi, cái trang bị giờ cái tóc đánh với lại cái hút máu chia ra làm hai, hồi đó nó chung lên một cái chuyện máu là đã có hút máu có tóc đánh rất là ngon rồi. Bây giờ khác rồi đó, cho nên là nó khó chịu ở chỗ đó, nhưng mà có vẻ như là chúng ta sẽ một xíu suy tính thôi, mình lấy cái hút máu nó sẽ ngon hơn chút xíu, là tại vì tốc độ đánh mình đang có, hoặc là tốc đánh mình có thể kết hợp từ gậy gỗ này kia đó, nhưng mà hút máu thì nó chỉ có cái mặt nạ nó hút máu đó thôi, từ hiệp 25 trở đi nó mới có, cho nên cái việc có hút máu nó quan trọng. Chứ còn tốc độ đánh mình có thể kết hợp một cái gậy gỗ với hai cái gậy gỗ gì đó gộp lại vẫn có tóc đánh, chứ còn hút máu là chỉ có cái mặt nạ đó mới hút máu cho bạn thôi, còn không là warlock hết, không còn cách nào khác đó. Cho nên là việc là lấy hút máu nó quan trọng hơn. Nếu mà lên được tù và thì quá ngon, còn nếu mà không có tù và thì chúng ta lên cây chùy máu là tuyệt vời nhất rồi đó, tuyệt vời nhất trong cái thời điểm này cho chúng ta rồi, thấy không? Cho nên là nếu bạn lấy tóc đánh cũng được đi, dù bạn có lên đồ trang bị cũng ngon nữa, nhưng mà nó không có hút máu, nó thiếu hút máu quan trọng. Đánh tay là nó chơi theo cái dạng là trì trạc rất là nhiều, có thể là solo với thằng bên kia nữa chứ đâu thể nào sốc đam được, đam ở đâu mà sốc, dù bạn có sốc đam thì cũng chết một con hai con thôi, đâu có thể chết hết được đâu, cho nên là cái thời gian á, nó phải dài hơn cho cái việc là sốc đam, giống như đòn hình phép nó chưởng cái là chết đúng không, bọn này phải đánh một hai ba đòn, năm sáu đòn gì đó thì nó mới chết. Cái tốc cái hút máu nó sẽ ngon hơn là cái việc là tốc đánh. Cái tóc đánh thì bây giờ đánh thì nó cũng nhanh thì cũng nhanh đó, chứ cũng giết được người đó cũng hay đó, nhưng mà nó lại không có cái hồi lại cho bản thân, trong lúc đó bạn đánh người ta chưa chết rồi người ta đánh bạn chết rồi, lấy cái gì chơi, nó khổ vậy đó chứ. Cho nên hút máu bây giờ nó lại nghiệt ngã cái là nó chia ra trang bị có hút máu thì không có tóc đánh, và bạn trẻ trang bị có tóc đánh thì không có hút máu, chết khổ. Ok, lấy thêm sách 10 sách rồi. 10 sách rồi chắc là cũng được rồi, đó lên về 9 cái nhẹ.
Chính để con này vô đi. Rồi vậy thì có ba phép, có sáu human, có sáu gần hai nè, nhưng mà không có tóc đánh. Nào rớt đồ đi, rớt cho cái này cũng hay nè, giảm sát thương nhận vào. Như vậy thì có sáu human, sáu gần hai nè, nhưng mà lại chưa có tóc, không có tóc đánh của con berserker, mà con berserker quan trọng chứ bộ. Hay là mình chuẩn bị up 10 mẹ luôn cho rồi, hiệp sau up 10 luôn. Thì sau gấp 10 thì mới có 10 sách là thôi, không đủ, không được. Nếu mình vậy thì lên level 1 đâu được, phải chờ thêm mấy hiệp nữa bạn ơi, chờ thêm một hoặc hai hiệp nữa thì chúng ta sẽ up, hoặc là chúng ta up cấp từ từ, không cần xả tiền, chúng ta up lẻ 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 chút xíu rồi lên xua qua hiệp sau có tiền lại, chúng ta xả một cái lên level 11 luôn là được. Chính thì phải cần thêm hai sách nữa, chính là phải cần thêm hai sách nữa là 11, ít nhất là 11 nha. Ít nhất là 11 là sao? Như bình thường là 12 thì bạn mới lên level 11 được đúng không? Nhưng mà ít nhất là 11 thì bạn chủ động up nó dư ra level, dư ra cái điểm kinh nghiệm á. Dư ra ít nhất là 2 điểm. Dư ra ít nhất là 2 điểm để bạn lấy cái 2 điểm đó bạn cộng với 11 sách là thành 12 sách đó. Là chứ mới lên được thượng đẳng liền, chứ còn không là mệt à. Đâu dưới ta Hunter nó có cái gì đâu mà đâu đó, bây giờ nè hiệp 28 mới lên được con ngựa hai, thì dồn đồ cho ngựa thì chỉ có nước mà chết thôi nha bạn, thấy chưa? Hiệp 28 rồi mới lên được con ngựa hai, khó chịu thật sự luôn. Đó là cái mà mình không muốn chút xíu nào, mình muốn là con ngựa lên sớm để làm gì, nuôi con ngựa chèn ép tụi kia, tránh tình trạng là tụi kia nó bỏ lỏng á. Nó chủ yếu là nó thủ này kia nữa, nhưng mà con ngựa quan trọng ở chỗ là nó trâu và nó đam từ cái nội tại, chứ không phải là đam nhờ sát thương từ cái trang bị. Cho nên cái đam từ cái nội tại đó nó càng cộng rất là cao luôn. Nuôi ngựa được càng sớm thì về cuối con ngựa nó càng mạnh, nó chỉ cần lấy đồ tăng thôi là nó đã giết được bạn rồi. Và con ngựa này bây giờ mình khuyên các bạn, nếu mà có thể thì bạn lên cái giáp băng cho mình, cái giáp băng nó sẽ làm cho con ngựa này siêu khỏe luôn. Giáp băng và cái giáp xoay, hai cái đó là hai cái mà bạn cần phải lên. Cái giáp băng bây giờ nó tới 5 ô luôn nha, 5 ô bạn bỏ ngựa ngay chính giữa bàn cờ là tất cả đối phương đều trúng trúng chiêu, có thể luôn có thể là tất cả đối phương sẽ trúng chiêu hết luôn. Như vậy thì con ngựa sẽ gây một cái lượng sát thương rất là ghê luôn, trong khi con ngựa rất khó chết tại lên đồ tăng mà, rồi có thể hồi máu từ sáu cái nai, rồi có thể hồi máu từ đòn đánh tay nữa, rồi có thể hồi máu bằng cái kiểu là hồi phục theo cái dạng là trang bị nữa, trang bị hồi phục gồm như chén thánh nè đó, chẳng hạn như vậy. Nó cũng là một cái bá đạo, cho nên là cái giáp băng là cái đồ giáp gây sát thương, nhưng mà nó lại có cái là nó sao, nó giảm sát thương tốc đánh của đối phương nữa, cho nên là rất là ngon. Lên nè, bạn nào lên được giáp băng mà bạn đưa cho con ngựa ba có đồ đó thì bên kia giống như là khóc thét luôn, con ngựa nó hỏi khỏi khỏi gần đánh tay. Nhiều khi con ngựa ba gặp con ốc ba thì cũng khốn hơn cho con ngựa ba, tại sao? Con ốc ba nó đánh nó làm chậm chậm tới mức mà con ngựa nó ra chiêu animation thấy mà mệt luôn á. Nhưng mà cái đó nó hay cái là nếu bạn có giáp xoay với lại có giáp băng đó, giáp băng thì nó có cooldown, lâu lâu nó sẽ hết cooldown nó sẽ nổ một cái đúng không? Còn cái giáp xoay bạn bạn bị đánh là nó có thể phần trăm nó ra nó hồi máu lại thì cũng tới công chuyện. Đặc biệt nếu bạn có chiến thánh thì con ngựa bạn giống như bất tử vậy đó. Giống như bất tử đánh mà chơi thời gian lâu dài, nó chỉ có đánh vô và giải ngựa ngứa thôi, sáu gần nay nó hồi máu nữa, sáu gần nay nó hồi máu mà nó còn tăng thêm giáp với lại kháng phép nữa, cho nên rất là ngon. Rất là ngon lành luôn đó, có tóc đánh nè thấy chưa, đây như vậy để vô thấy là đẹp liền. Nếu bây giờ có cái búa xét thì tuyệt vời quá, chết tiệt, cái này mới ghê nè. Bây giờ up luôn 2 điểm nè, dư sách luôn 11 luôn, khỏi nói nhiều, đưa berserker vô là chắc nè đó, thêm hai tóc đánh là quá ngon đúng không? Bây giờ thêm cái gì vô mới là quan trọng nè. Ai chà, còn một slot nữa nha, kiếm hồn. Chà, nếu mà kiếm hồn thì không có chưa có linh hồn, nhưng mà nếu mình bỏ human đi thì mình có thể kẹp linh hồn theo cái dạng ác mộng để lấy warlock. Warlock thì nó có warlock của cái dạng thuộc dạng là giống như là warlock chung với lại Galaxian, là cái bài warlock với lại kia đó, cho nên là cũng khá là ổn. Wow, từ từ nha. Bài này thì chúng ta phải coi đồ chút xíu nữa, mình đưa đồ như này, giáp xoay là phải lấy rồi đó. Cái giáp xoay mà không lấy thì chỉ có nước mà thua thôi bạn. Giáp xoay là lấy đi, nhưng mà ta sẽ là cho bậc công thần.
Được được đó, đép được mà, thấy chưa? Ngon lành. Ngon lành liền, ngon lành liền. Đây rồi. Ok. Tuyệt tuyệt vời, gia trưởng cũng được, gia trưởng cũng được. Lấy thêm cái giáp kiếm hồn nữa, bình thường đi kiếm hồn kiếm không có ra nha. Bây giờ trận này ra một phát hai con hơi giận đấy. Hơi giận nha. Rồi bình thường kiếm kiếm hồn không ra luôn á, đi quýt chơi kiếm kiếm hồn thì đều muốn đỏ mắt luôn, rớt con ngươi ra ngoài luôn. Không thấy. Bây giờ đi trận này lại thấy bộ 4 5 con nãy giờ lượn qua hai ba lần rồi. Ok. What the fuck? Từ từ nha, mình set up đội hình lại chút đó, có hổ nữa nè, tốt lắm, tốt lắm, hổ ba đi em. Hổ ba đi. Con này bây giờ hổ ba mới ngon chứ còn hổ hai không ăn tiền đâu. Thằng này cũng đi Knight à, thằng này đi Knight human mình giống mình luôn, y chang luôn, không khác một xíu nào luôn mà. Này thì y chang, chép y chang này. Ok. Ok. Ok, trời đất ơi, lại bị ga dồn pha nữa đâu quá. Wow, đương nhiên là lên cái này rồi, cái chén thánh lên cái bạn ơi luôn đúng không? Mình có dư cái dây chuyền giờ. Đây rồi. Từ từ nè, bán cái này đi, mua con sa rạc vô. Con sa rạc này giờ có thể thay thế con Berserker cũng được, hoặc là thay thế cho con kiếm hồn cũng được, nhưng mà kiếm hồn bây giờ thay thế vô chỉ có ba Galaxian thôi. Phải như được 4 đó, đỡ được chút. Nào, khổ ba, hổ ba đi em ơi. Bây giờ thằng kia, bây giờ mình đi thằng đầu bảng thôi, thằng hậu bảng đi Hunter, à đầu bảng đi Hunter. Mình không đội hình này thì mình không có ngại Hunter lắm đâu. Nói thật ra là đội hình này mình không có ngại Hunter đâu, mình chơi Hunter chơi sòng phẳng Hunter luôn á. À, nhưng mà bài này của mình thì phải có carry. Chưa có carry thì không dám gáy thật. À, chưa có carry không dám gáy thật, tại vì con hổ hai này nếu mà nói cái dạng carry con hổ hai này còn không thì phải dùng đồ cho phép. À, mà bây giờ đồ phép là không có rồi đó, đồ phép là không có, đồ thường còn không muốn có đây nè, chứ đừng nói là đồ phép. Ok. Khó nè, lên được con hổ ba rồi, bây giờ thì dễ rồi. À, lên được con hổ ba rồi. Ấy da, lên được kiếm hồn 2 rồi, có canon nữa, giờ mình bán con rồng đi, mình mua kiếm hồn 2 vô trước, mình bán con này đi, mình mua con canon vô kiếm hồn vô rồi thêm một con bán con này đi luôn, mua con kiếm hồn 2 vô. Kiếm hồn 2 bây giờ mình chỉ chờ ra ác mộng thôi, với lại mình kiếm thêm Galaxian thì mình kiếm thêm con Doctor nữa nó sẽ ngon. Đâu rồi Hunter, Hunter nè, hổ ba lia cái nhẹ. Hổ ba đam to nha bạn, đam to đấy. À, hổ ba đam to đấy chứ chẳng đùa đâu. Ui da, này thì nè canon được quá nha. Thấy chưa? Bạn thấy hổ ba đam to chưa? To vãi. Ừ. Trời lại rớt kiếm hồn nữa. What the fuck? Hay dữ trời. Ừ, hay dữ đâu, gậy gỗ vậy thì thôi tóc đánh luôn. Nãy giờ tôi chờ cái búa xét. Ừ, lấy cái này luôn, đúng rồi. Kiếm hồn này lên 2 rồi, mua để chơi thử coi, cần thêm một con nữa, cần thêm một con nữa. Ây à, ây à, dữ vậy, dữ vậy bạn. Oh my god, dữ vậy. Càng 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 mua kiếm hồn vô thì thiếu con ác mộng. Bây giờ lấy con ác mộng mà được, lấy con ác mộng mình sẽ lấy một con Aegis Ram, đưa ác mộng vô thì chúng ta sẽ có hai linh hồn rồi để vô hai cái lốc xoáy á, nó tăng thêm được chút đỉnh. À, với lại Galaxy con sa rạc laser lên 2 sao nữa thì mình bá đạo rồi. Mình để con hổ đây để né cái đâm Hunter. À, mình để con hổ đây né cái đâm Hunter sau con ngựa. Tại Hunter nó bạn biết sao, nó có cái chiêu mà tưng lên của con Tisu á, mà mình để con mấy con carry của mình nằm chính giữa dễ bị tưng lên lắm, cho mình để sát sát bàn để coi nó có tưng lên được hay không. Đương nhiên là đau quỷ rồi, chạy đi đâu được bạn, mũi tên nứt nỏ thân. Ác mộng à. Ờ, ác mộng bây giờ thay cho con này đi, đúng rồi. Đó, ôi nhưng mà vậy thì hơi hơi căng. Tại vì nhích vô vậy dễ ăn cái tưng lên lắm. À, tại con Tisu của nó sẽ nhảy lên ngay chỗ con kế bên con heo cần ai của mình à. Nhảy lên tầm tầm đó,
mà con hổ đứng đây bị tưng lên là có thể lắm nha. À, có thể bị tưng lên lắm luôn á. Đâu để coi lần biết liền cái gì. Tưng lên hay không biết liền à. Đó, để vô vậy chúng ta có hai warlock nữa. Hút máu. Đây là Tisu nhảy lên rồi. Tại vì mình nãy phải đặt hai hai cái lốc xoáy này xa xa hoặc là dời chỗ nào cũng được không? Đặt hai cái điểm đó dễ bị tưng lên lắm. Biết mà nằm ở, nếu mà nằm bên ngoài thì có vẻ như là họ cái pha này không bị tưng lên rồi. Ôi nhưng mà cái skin của con hổ lắc vãi. Skin 12.000 RAM có khác nha. Skin đúng kiểu lắc luôn. Cái skin nó quăng ra giật màn hình luôn à. Được, được đấy, hay đấy. À, như vậy thì chúng ta sẽ có cách sửa lại chút xíu là biết sao, mình có một cây dây chuyền. À, dây chuyền, mình có cái dây chuyền này thì để coi mình đưa lên cho con hổ cũng được. Nếu mình đưa cho con hổ cái dây chuyền này thì con hổ sẽ được đam liên tục. À, đúng chưa? Con hổ cái dây chuyền mà dây chuyền miễn nhiễm hiệu ứng bất lợi đó bạn. Miễn nhiễm hiệu ứng bất lợi. Con hổ vẫn nhảy lên nha. Chỉ như vậy thì chỉ có cách là lấy dây chuyền cho con hổ thôi. Chứ con hổ tưng lên mất đam quá nhiều đi. Bị con Agensis bên kia vượt đam luôn mà. Mình nói thiệt, nếu mà con hổ được đam gọi là cùng thời gian con Agensis bên kia tuổi tuổi con chó, làm gì có cửa bạn. Làm gì có cửa đam bằng mình mà, con hổ ba mà. Cho nên bây giờ chúng ta suy xét lại trong cái việc đó là giờ chúng ta lấy cái dây chuyền đưa cho con hổ. Còn không đưa dây chuyền đưa cho con kiếm hồn cũng được. Con hổ không mà đưa cho kiếm hồn nguy hiểm. Kiếm hồn nhảy qua bển gặt là cái chắc là nó gặt được là chắc chắn luôn nè. Bây giờ mình lấy cái này qua nữa nè. Mình ghép cho nó cái búa, kiếm hồn cái búa. Xong rồi mình lấy từ cái này lấy giảm thời gian hồi chiêu đó. Còn cái này thì lấy cho con hổ. Chứ rồi lấy lên nhầm đồ. Thôi okay. Ngược đồ cũng được. Kiếm hồn chắc chắn là không bị tưng. What the fuck vẫn tưng lên vậy? À không, nằm đây. Kiếm hồn nằm đây. Mà kiếm hồn dịch chuyển đi rồi. Gạt được không em? Gạt đi. Ừ đúng rồi, kiếm hồn vẫn gạt được. Vì kiếm hồn dịch chuyển lên không nhận hiệu ứng tưng lên cũng hay. Cũng hay. Mình tưởng kiếm hồn bị tưng lên nhưng không, nó đầy mana nó dịch chuyển. À, đầy mana dịch chuyển, tưởng gì hèn chi sao mình nói ủa, mới đeo cái dây gọi là cái dây chuyền miễn nhiễm hiệu ứng này lên sao cũng vẫn bị tưng lên, tưởng game lỗi chứ. Nhưng không, nó dịch chuyển nên nó mất tiêu, mình tưởng là bị tưng lên mất rồi. Ok, đây bán con này đi thôi từ cũng được, không nè. Bây giờ mình đưa ngược lại, đưa cái giáp xoay cho con kiếm hồn, đưa cái những cái dây chuyền này qua cho con hổ nè. Bạn nhìn con hổ không bị tưng lên nè. Con hổ này bây giờ thì hổ này khỏe rồi, hổ này không sợ bị tưng lên rồi, đam con hổ sẽ được rất là nhiều luôn nè. Nè con hổ này không bị tưng lên nè, thấy không? Đấy giờ con hổ không bị tưng lên nha bạn. Con hổ miễn nhiễm hiệu ứng nha. Nè bạn coi đam nè, 10.000 rồi nè. 12.000, 13.000 rồi nè, 14.000 rồi, 15.000 nè, 16.000 nè. Đó, 16.000 đam, thấy chưa? Ê, có trang bị hết. Ok anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa muốn đăng ký thì muốn đăng ký ủng hộ cho nó mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình và những bạn đã sử dụng cái link donate ở dưới để ủng hộ mình trong thời gian vừa qua nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Rồi chào mọi người. Hey,